Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Nếu các người không sám hối, các người sẽ phải chết như vậy. Lời Chúa hôm nay thật là khẩn thiết, phục vụ dành cho chúng ta một thời gian dài 40 ngày của mùa chay để chúng ta nhận thức tình trạng tội lỗi của mình mà ăn năn sám hối. Đây đúng là lúc thuận tiện, đây đúng là thời cứu độ. Chúng ta đừng phí phạm cơ hội Chúa ban, đừng làm ngơ trước lời kêu gọi của Chúa, nhưng hãy mau mau sám hối và tin vào tin mừng. Dừng thánh lễ, chúng ta hiệp ý với nhóm lòng thương xót và nhóm chia sẻ cầu cho các linh hồn. Hiệp ý tạ ơn Chúa, cầu xin ơn bình an, cầu cho các linh hồn gia tiên, các linh hồn thai nhi, linh hồn Anna, Giuse, Vicente, Paulo, Đa Minh, Rosa, Ferro, Maria, Thomas và Gioan, để dỗ 6 năm linh hồn Giuse và 23 năm 12 năm linh hồn Giuse và 23 năm linh hồn Vicente. Tôi thu nhận trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son, lỗi tại tôi mọi đàng, vì vậy tôi xin Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị, trương tòa Thiên Chúa, Chúa chúng, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi, là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm xẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yêu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Môi-sen trăng chiên cho ông nhạc là Giêsu, tư tế xứ Ma-đi-an. Ông lùa đàn chiên qua sa mạc đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa nhưng không bị thiêu rụi. Môi-sen nói: "Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi?" Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai người gọi ông: "Môi-sen, Môi-sen." Ông thưa: "Dạ, tôi đây." Chúa nói: "Ngươi đừng đến gần đây, hãy cởi dép ở chân ra,
vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh. Chúa lại nói, ta là Thiên Chúa của tổ phụ ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Môi-se che mặt vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói, ta đã thấy dân ta phải khổ cực ở Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai Cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật. Môi-se thưa với Thiên Chúa rằng, này tôi sẽ đến với con cái Israel và bảo họ, Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu có hỏi tôi, tên người là gì, tôi sẽ nói sao với họ? Thiên Chúa nói với Môi-se, ta là đấng tự hữu. Chúa nói, ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này, đấng tự hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại nói với Môi-se, ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này, Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob sai tôi đến với anh em. Đó là dân ta cho đến muôn đời, đó là dân ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ. Đó là lời Chúa. Chúa là đấng từ bi nhân ái. Chúa là đấng từ bi nhân ái. Hồn tôi ơi, hãy chung tùng Chúa. Toàn thân tôi, hãy chung tùng thành danh Ngài. Hồn tôi ơi, hãy chung tùng Chúa và đừng bao giờ quên lãng những ân huệ của Ngài. Ngài tha thứ mọi tội lỗi người và chữa người khỏi mọi tật nguyền. Ngài cứu mang người khỏi tử vong và tôn người lên bằng lương từ bi nhân ái. Chúa là đấng từ bi nhân ái. Chúa xen sự công minh và bênh vực mọi người bị ám bưng. Chúa tỏ cho mai sen biết đường lối của Ngài và cho con cái Israel biết công trình Ngài thực hiện. Chúa là đấng Chúa là đấng từ bi nhân ái, luôn nhẫn nhịn và giàu lòng xót thương như bầu trời chỗ cao hơn mặt đất. Lương từ bi Chúa cũng vượt trên kẻ kia.
kính sợ Ngài. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta được ở dưới áng mây, đi ngang qua biển và tất cả nhờ Môi-se mà được thanh tẩy. Dưới áng mây và trong lòng biển, tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả uống nước phải xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang địa. Bao nhiêu sự kiện đó đã nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đứng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người trong bọn họ đã làm và đã vong mạng bởi tay một tử sứ thần hủy diệt. Những việc đó đã xảy đến cho họ để làm gương và được ghi chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilea ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài còn nói với họ dụ ngôn này: có người trồng một cây vả trong vườn nho. Ông đến tìm quả ở nơi cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choáng đất làm gì? Nhưng anh ta đáp lại: thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân, may ra nó có quả chăng? Bằng không, năm tới ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Nếu các ngươi không sám hối thì cũng sẽ bị chết như vậy. Người đời thường nghĩ rằng những kẻ bị tật nguyền, những ai bị tai họa là bởi tội của họ hoặc do tội của tiền nhân để lại. Hay là nói nôm na là Chúa phạt
Những người đó đã đau khổ lại càng đau khổ hơn bởi cái quan niệm sai lầm mà người khác thường gán cho họ. Trong thực tế thì mọi người phải chấp nhận cái giới hạn của mình và hậu quả do mình gây nên, hay là vì sự liên đới nào đó do người khác mang lại. Chẳng hạn, hai cái tai nạn mà Chúa Giêsu đưa ra trong đoạn tin mừng hôm nay đều có nguyên nhân của nó. Phi-la-tô cần có tiền để xây dựng cái hệ thống dẫn nước đem lại lợi ích cho toàn dân. Nhưng mà vì thiếu tiền cho nên đã cho người vào trong đền thờ để quyên góp. Và cái nhóm cực hữu Do Thái cho cái hành động này là xúc phạm tới sự thánh thiêng của đền thờ, cho nên trang bị khí giới chống lại để bảo vệ đền thờ. Thấy vậy, Phi-la-tô đã ra lệnh giết chết họ trong đền thờ. Cái hành động của họ dù với mục đích tốt nhưng mà lại thiếu khôn ngoan, cho nên họ đã bị thiệt mạng. Rồi vụ án tháp Siloe sập xuống đè chết 18 người là vì lý do thiếu kỹ thuật trong việc xây cất. Vụ này cũng giống như một số vụ việc ở Việt Nam chúng ta, chẳng hạn việc sập cầu Cần Thơ hay là các công trình xây cất hiện nay bị xuống cấp mau chóng là do bớt xén vật liệu, làm dối, làm ẩu, gây ra tai nạn. Thì những người Do Thái nghĩ là những người bị thiệt mạng là do tội cho nên Chúa phạt họ, còn mình vô tội thì đang được bình yên. Điều này đưa đến cái sự an toàn giả tạo. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng mọi người đều là tội nhân, cho nên cần phải sám hối ăn năn. Lúc đang sống yên lành là lúc cần phải hoán cải. Cây vả trong dụ ngôn cũng ở trong tình trạng an toàn. Cây vả không cho trái độc, không làm hại cây khác, không phá cảnh quan. Nó chỉ có một cái tội, đó là sử dụng đất màu mỡ mà không cho trái. Nhiều người cũng cảm thấy an toàn như là cây vả này, tự hào vì mình không làm điều gì xấu, chẳng làm thiệt hại ai. Thế nhưng họ lại quên rằng mình đã phạm tội không làm điều tốt. Những điều tốt có thể làm được và phải làm. Mình đã không sinh ra hoa thơm trái ngọt cho đời. Sống đạo không phải chỉ lo tránh tội, nhưng mà còn phải gieo trồng cái tốt, cái thiện nữa. Vào một đêm đông, trời đã khuya, bão tuyết rơi lạnh lẽo, bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Một người thanh niên dáng bụi đời đang run rẩy với một bàn tay xòe ra van xin. Thấy hoàn cảnh đáng thương thì ông chủ lấy ít bánh mì, vài đồng bạc lẻ để trao cho khách. Nhận được của bố thí rồi, người thanh niên quay gót ra đi vào bão tuyết. Và khi đó chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu của ông chủ nhà là nên mời người đó vào nghỉ đỡ một đêm. Nhà vẫn còn phòng khách trống, còn chăn nệm ấm êm. Tuy nhiên, ông lại nghĩ nếu để cho người này ở lại thì căn nhà sạch sẽ của mình sẽ bị ẩm ướt, bị dơ bẩn. Thế nên ông vội vàng đóng kín cửa. Và ngày hôm sau, nghe tin có một người thanh niên chết ở ngoài đường. Người thanh niên này vô gia cư, không người thân, chết vì bị lạnh cóng, chết vì máu đông lại khi ngủ ở trên tuyết. Và nghe đến đây thì ông chủ tiệm cảm thấy hối hận. Ông hối hận không phải vì đã làm điều xấu, mà vì điều tốt ông có thể làm cho người thanh niên, nhưng mà ông đã không làm, khiến cho anh ta phải chết lạnh ở ngoài trời. Đó cũng chính là điều mà Chúa Giêsu muốn nói qua dụ ngôn cây vả. Mục đích cây vả là sinh trái. Người chủ vườn thất vọng không phải là cây vả sinh trái xấu, trái độc, trái chua, mà là cây vả không sinh trái tốt. Cứ để thêm một năm chăm bón vun sới, may ra cây vả sinh hoa trái. Dụ ngôn cây vả cho ta thấy cái khuôn mặt Thiên Chúa. Chúa Cha là người chủ vườn kiên nhẫn. Đã 3 năm nay, Ngài đã nuôi bao nhiêu hy vọng. Tôi ra tìm trái mà không thấy. Quyết định chặt cây vả chỉ đến sau những lần hụt hẫng như vậy. Ngài chỉ phạt
khi đã làm đủ cách để lay động lòng chúng ta. Chúa Giêsu là người làm vườn kiên nhẫn, không kém. Xin ông cứ để nó lại một năm nữa. Ngài không ngừng ấp ủ chút hy vọng mong manh. Tôi sẽ vun sới, sẽ bón phân, may ra sang năm nó có trái chăng. Nhưng mà đừng quên cái lời đe dọa cuối cùng. Nếu không, ông chủ cứ chặt nó đi. Mỗi mùa chay, Thiên Chúa cho chúng ta thêm cơ hội để đổi mới con người, làm nhiều việc lành bác ái phúc đức. Mỗi người không biết mình sẽ ra đi về với Chúa khi nào, thì mùa chay này là thời gian thuận tiện để mỗi người kiểm điểm về cây vả đời mình. Thêm một cơ hội, thêm một kỳ hạn nữa. Điều quan trọng là mỗi người đã làm gì với cái cơ hội và với kỳ hạn đó. Vậy thì hãy ra sức vun trồng tưới bón để cây nhân đức của chúng ta mau mau sinh hoa kết trái. Tôi tin kinh. Anh chị em thân mến, để có thể hiệp thông với Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, con người cần phải thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Với tâm tình sám hối và quyết tâm đổi mới đời sống, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội Thánh luôn mời gọi người Kitô hữu thành tâm sám hối vì những lỗi lầm đã phạm. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa biết tích cực sống tinh thần cầu nguyện và sám hối của mùa chay. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Thay đổi đời sống vì nước trời đã tới gần bên.
chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết nỗ lực hoan cải con tim, thay đổi tinh hạnh để càng ngày nên giống Chúa Giêsu hơn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Sám hối trước tiên là lãnh nhận bí tích hòa giải, rồi thực hành bác ái yêu thương. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta biết chân thành xưng thu tội lỗi và yêu thương hết thảy mọi người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã sám hối tội lỗi và quyết tâm đổi mới đời sống cho đẹp lòng Chúa, nhưng chúng con vì yếu đuối chưa thực hiện được những điều mình quyết tâm. Vậy xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, nhờ những của lễ này xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc ham mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng
Và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ tung thiêu, chúng con trở nên những người biết nói theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng: Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ơi, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Anton chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Anna, Giuse, Vicente, Phaolô, Đa Minh, Rosa, Phêrô, Maria, Thomas và Gioan mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại,
Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự ân nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể từng người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ra sao, Chúa Cha chi đến, Cha Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Xin ngài tha thứ những lầm lỗi qua,
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dưới thế được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bí tích thánh thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lời xong chúc anh chị em đi bình an.